Nhạc sĩ Trương Minh Châu qua đời, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc đau xót nói lời tiễn biệt. Sự ra đi của năm nhạc sĩ vầng trăng cổ nhạc khiến giới nghệ sĩ không khỏi thương xót. Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã chia sẻ thông tin nhạc sĩ Trương Minh Châu qua đời sau khoảng thời gian chống chọi với bạo bệnh, hưởng thọ 63 tuổi. Được biết nhạc sĩ Trương Minh Châu phát hiện mắc ung thư phổi vào tháng 4 năm 2022, song thời điểm này căn bệnh đã ở giai đoạn 4, di căn não và xương. Ít ngày trước khi qua đời, nam nhạc sĩ phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, tuy nhiên bệnh tình của ông ngày một trở nặng. Vì không muốn nhạc sĩ phải chịu thêm nhiều đau đớn nên gia đình đã đưa ông về nhà chăm sóc những ngày cuối đời. Kể từ thời điểm đó đi, khi nhạc sĩ Minh Châu trút hơi thở cuối cùng, ông phải thở bình oxy, không thể giao tiếp. Được biết nam nghệ sĩ qua đời lúc 17:24:03 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước sự ra đi của nhạc sĩ Trương Minh Châu, nhiều nghệ sĩ Việt đã để lại lời tiếc thương, bày tỏ sự đau xót trước mất mát lớn của nền nghệ thuật nước nhà. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền viết, kính tiễn anh. Người nghệ sĩ ưu tú Trương Minh Châu mà em yêu quý nhất. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc viết lời tiếc thương đến cố nhạc sĩ, thêm một nhạc sĩ tài hoa của sân khấu cải lương đã ra đi. Anh là một trong những người con của nghệ sĩ nhân dân Bảy Bá, soạn giả Viễn Châu. Anh đã góp phần tạo nên cái hồn cho nhiều vở diễn sân khấu và video cải lương. Em xin cúi đầu chào tạm biệt anh Châu. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc viết lời tiếc thương đến cố nhạc sĩ, thêm một nhạc sĩ tài hoa của sân khấu cải lương đã ra đi. Anh là một trong những người con của nghệ sĩ nhân dân Bảy Bá, soạn giả Viễn Châu. Anh đã góp phần tạo nên cái hồn cho nhiều vở diễn sân khấu và video cải lương. Em xin cúi đầu chào tạm biệt anh Châu. Năm 2020, cuộc sống của nhạc sĩ và gia đình gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Trước đó, ông bị tai nạn giao thông gãy chân trái, phải thay khớp nhân tạo nên phải dừng sáng tác, biểu diễn nhiều tháng liền.